Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình mới quay ra cái skin B của Madam này, cho nên là mình làm video luôn. Skin này nhìn nó cũng hơi phèn phèn một tí, nhưng mà ít nhất đó là skin mới. Ồ, có dấu chân nè. Có dấu chân thì làm sao mà nấp được. Kể ra thì Madam có khá là nhiều skin B xinh xẻo ấy, kiểu đa dạng một chủ đề. Nhưng mà thường mình nghĩ là kiểu mà nếu mà làm skin cho Madam thì kiểu gì nó cũng sẽ là cái váy bồng bồng như thế này. Nó là đặc trưng của nhân vật rồi. Còn mấy cái skin kiểu như hàng good collab, kiểu bán good thôi chứ không phải là bán skin như in game ấy kìa, thì nó nhìn rất là xịn luôn. Ôi gương này gương xấu rồi, gương xấu của Hiến hả? Còn chưa đạt được hòm kìa. Trận này Hiến thì máy vẫn rung nha. À nhưng mà trận này có cả Luca nên mình vẫn phải về check ghế xem có ai vào cứu không. Thì không thật. Ấy, sao có mỗi Linh Thuê trong này mà chém hoài không chúng ta. Hiến rồi, tình hình này là Hiến rồi. Hiến. Đi đuổi người khác thôi. Đây là Joker. Tên của bạn ấy với lại cái cha bạn ấy chơi là một. Mẹ như bạn ấy rất thích cái character này. Ôi. Ơi, mình vừa làm gì thế nhỉ? Tại sao mình lại nghĩ là tốc biến quả đấy thì đánh được cơ chứ? Ôi rồi, ôi. Rồi, tôi lại tiếp tục lỗi. Tôi đã phá một cái ván khi mà có quả bóng trắng ở trên người. Thật là ngu muội. Hãy tha thứ cho sự ngu muội này. Các bạn đi rửa mắt đi. Ok. Cái này không cần rửa nữa. Đủ rồi. Ngu mắt đủ rồi. Giờ mắt phải sáng lên thôi. Đấy, còn có hai máy này. Hiến một người xong cai hai tốt thì rất dễ một trận hòa. Bây giờ mình mà dí bạn kia nữa thì bạn ấy cai mình cháy luôn, đảm bảo. Nhìn cái tên là thấy tín rồi đúng không? Nhìn cái tên là biết là người ta chơi hay rồi. Lính Thuê còn găng nha. Bây giờ mình đặt gương ra là bị dash găng ngay. Cho nên mình sẽ dí thẳng vào luôn để ép bạn ấy đập găng trước. Bây giờ không đập á? Ôi ôi, xoay cam nhỉ. Đâm đầu vô tường. Khi nãy bạn ấy lách gương của mình khá là tốt trong cái nhà gỗ á. Chém hoài không trúng luôn. Máy này rung này, đấy, treo ra cái ghế này để cam máy. Tất cả là giờ mình treo rồi mình bỏ luôn, mình bỏ người luôn, mình không có cam nha. Mình cam máy mình không cam người nữa. Lính Thuê thì ngồi ghế cũng gọi là lâu. Rồi, giờ bắt vào Luca luôn này. Đấy, cứu rồi, có nhanh 6 giờ, kệ luôn. Rồi, gương dơ thế. Gương có lúc sạch lúc dơ, nhưng mà đâm đầu vào mặt Hunter như thế thì mình cũng chịu rồi. Giờ ba người nữa máu thì mình lại đang có một chút lợi thế. Giờ mình chỉ cần bắt được một người thôi, mình sẽ kiểm soát được thế trận này. Tại vì còn tận hai máy nha. Và mình cũng phá cái liên kết kia rồi. À không, Luca mới nối lại một cái liên kết khác. Không sao, bạn sẽ chết tại đây. Máy cuối là hai máy đó, một cái máy vừa mới nổ với một cái máy cổng trước. Mình nắm được vị trí của hai máy nha. Bây giờ chật, máy đấy xong rồi à? Vậy thì Lính Thuê phải đi cứu và Acrobat chạy về máy, hoặc là Acrobat cứu luôn. Nhưng mà nhìn hướng chạy của bạn ấy thì chắc là về máy rồi.
Bởi vì có một trường hợp là bạn ấy sẽ đứng đợi để cứu, còn lính thuê vẫn đập máy kìa. Nói chung là tùy trường hợp, mỗi tội như thế này thì... Đấy, Acrobat sau bốc thì cực kỳ khó chịu luôn. Cứ đặt cái gương già nó nhảy, đặt gương già nó nhảy. Ờ, lính thuê đi cứu, vậy là không có người đụng vào máy. Prisoner quá nữa. Có 6 giờ. Thôi, mình sẽ quay về để bắt phá Acrobat. Bởi vì có 6 giờ mình sợ Acrobat về máy và sẽ pram được. Mình không muốn máy pram. Ok bạn. Hết bóng chưa? Bạn đang còn à? Trời ơi. À, nhiều bóng thế. Đấy, tôi sẽ không phá cái pallet này với quả bóng trắng nữa đâu. Tôi không có ngu. Cái này xong chưa ta? Ok tối. À trời ơi, tôi sai nữa. Tai tôi lại điếc rồi. Mắt mờ tai điếc rồi. Ok, lính thuê ở đây, Luca giải một máy mới. Mình thấy dùng như thế thì chắc cũng cỡ 30-40%. Nhưng mình đã đổi đa máy mất rồi. Nên là bây giờ mình treo xong mình lại phải bắt về máy luôn. Vì dù sao thì cũng lên ghế lần đầu á. Cam ghế thì kiểu gì máy cũng xong. Cho cứu. Bắt về máy này có gương rồi. Luca nửa máu mà lên cái lần cuối nữa nên mình bắt luôn. Bỏ máy ra khỏi, bỏ tay ra khỏi máy. Bỏ máy ra khỏi tay. Ô, rồi mà 99 kìa. Mẹ ơi, tôi chỉ cần đến trễ một giây thôi là kiểu gì nó cũng pram được máy. Đấy mà pram luôn thì có thể vẫn ăn hit. Nói chung là thật là đáng sợ. Đấy, quả đấy mình mà lựa chọn cam ghế thì mình chỉ có hòa thôi. Nói chung là cuối game á, các bạn mà cam ghế thì kiểu gì cũng hòa. Còn không cam ghế thì có thể thắng được. Tức là mình sẽ quyết định cam máy thay vì cam ghế á. Vì Madao là một con cam ghế không hề mạnh. Kiểu gì cũng sẽ cứu được thôi. Và team này còn có cả Naibu nữa. Có dấu tai này. Có về cứu không? À hết rồi. Thôi Naibu tầm này nhảy hầm thôi. Đúng rồi, hầm ở đây rồi. Ok, mình sẽ làm thêm trận nữa nha. Nói chung là từ cái hồi mà được ban 2 survival á, thì map rộng mình sẽ ban chủ tế với lại xia. Còn map hẹp mình sẽ ban xia với lại thợ máy. Tức là cái con xia á, mình sẽ ban chết nó luôn. Ôi dồi, cái gì đấy. Đâm đầu mặt Hunter luôn này. Còn chưa đạt được hòm nữa. Tuyệt vời, xin cảm ơn. Map rộng thì cũng tính cả cái map thị trấn nha. Tại vì cái map thị trấn là con chủ tế nó rất là mạnh luôn. Mình mà không ban nó đi là nó support đồng đội cho Kai cháy máy luôn ấy. Thậm chí là lên cái lần cuối nó mới support thì cũng sẽ bị câu rất nhiều thời gian. Cho nên nhất định phải ban. Còn nếu các bạn tự tin thì các bạn không ban. Chứ mình rất là sợ. Còn Seer thì nếu mình mang thả chó, mình sẽ không sợ Seer. Light này. Mấy cái gương xa này khó chém trúng thật sự luôn. Mình đặt ra chỉ để... Ôi rồi. Tôi chém bừa đấy. Mình đặt ra chỉ để phá máy thôi. Rồi, khỏi cứu trước nữa. Mình đố bạn cứu trước nữa luôn. Ok bạn, quá nữa rồi, cứu 5 mốt. Tác dụng của con chó đấy. Vừa bắt được người vừa cam được ghế. Ây da, giờ rồi. Nhưng mà bạn ấy sẽ không chạy được đâu. Mình tin tưởng vào điều đó. Cả 5 mốt rồi mà không xài hòm. Cứu tẩm liệm mà cứu 5 mốt là giết người. Nhưng mà thực ra cái hòm cũng khá là gần. Mình không chắc là bạn ấy có thể xài cái hòm đấy đâu. Máy bên cạnh của Luca này. Rồi, đang được heal thì phải. Ây da, chà.
cảnh sát đến. Mình chỉ là ngăn cái đoạn hưu đấy thôi. Còn bây giờ Luca phải giật điện này, không giật điện thì chết đấy. Nhưng mà giật điện thì lại không đi vào nhà gỗ, bạn ấy nên đi một cái đường thẳng vào nhà gỗ, giật điện rồi sau đấy leo qua cửa sổ nhà gỗ thì có khả năng cai tốt hơn là bạn chạy cái đường trống trống đấy. Và đang bất ngờ cái gương xa khi nãy chém lươn lẹo vẫn trúng. Đấy, các bạn thấy là kiểu đặt gương là một chuyện, chém trúng là chuyện khác. Đặt gương, mình có thể đặt gương đúng là đến máy của Luca luôn, nhưng mà canh chém khá là khó. Ủa, giờ đi đến đây rồi hả? Rồi, rớt xuống, chém trên đường bay. Mình... cái gì đây? Mình chạy về... Blink này. Mình đang định đổi Tele hoặc Blink đấy. Tele về thì cũng được, nhưng mình nghĩ là nếu Tele về mà ở xa ghế thì bạn ấy sẽ chạy ngược lại và bạn ấy sẽ không vào cứu. Nhưng mà mình đến gần ghế rồi, mình đổi sang Blink thì chắc chắn là mình sẽ đánh được bạn ấy. Mình thấy mình sẽ có hai mạng luôn. Gardener chích được full máu rồi. Giờ mà nấp được là nhảy hầm được. À, đi cứu à? Ủa, tại sao nhỉ? Bạn có thể nấp để nhảy hầm mà, tại sao lại đi cứu? Mình nhìn thấy hướng bạn đã chạy ra giữa map nha, nên mình sẽ dí luôn. Tại vì cứu trước nữa nên là chưa bay thì không ra hầm được. Bạn ấy mà để cứu 51 thì chắc chắn là nhảy được hầm rồi. Vì đồng đội quá cũng không tốt nha, thoát một lấy điểm còn tốt hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha, bye bye.